Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Mới vào game thôi mà mình đã bắt gặp được một khoảnh khắc hơi bị hiếm luôn. Ở phía dưới là một em boss. Hồi nãy mình có coi tên là Sepstyle ha. Mà trên độ cây thì có cái dạng thường của em luôn kìa. Đây là dạng Mega, còn ở trên kia là dạng thường. Hợp lý thiệt sự. Giờ thì mình có kế hoạch như vậy. Trước tiên là chúng ta sẽ đánh boss trước để mình lấy viên Mega. Rồi sau đó mình sẽ lên trên và chúng ta sẽ bắt luôn các em ở trên đọt cây á. Hợp lý thiệt sự. Kế hoạch là như vậy đi. Rồi giờ thì cho Charizard đánh dưới Sceptile coi. Wow wow wow. Có vẻ là chúng ta sẽ thắng đấy. Thêm một đòn nữa. Ngọn lửa của Charizard. Rồi đánh bại Sceptile rồi. Ô. Ui, Sceptile cho mình một Park Bone. Vậy là Sceptile không có viên Mega hả? Rồi, Fawn Sweep Sceptile xong rồi nè. Em này thì thử với Ultra Ball đi. Để xem coi Ultra Ball có bắt được Sceptile hay không á. Được luôn. Bữa nay mình bị hên ấy. Mới vào thì có Park Ball. Giờ bắt Sceptile thì chỉ với một quả Ultra Ball là được. Uầy, hôm nay mình nhân phẩm cao lắm này. Và Sceptile thì sẽ có dạng Mega, nhưng mà hồi nãy mình đánh thì lại không rơi ra cái viên Mega á. Em còn có cái dạng Zombie nữa cơ. Trời ơi, dạng Zombie nhìn thấy ghê vậy. Ồ, vậy là mình được cái này mất cái kia rồi. Mình được thêm một quả Park Ball nè, nhưng mà mình lại không có viên Mega. Hơi tiếc ha. Trời, em này cũng là một trong những Pokemon khởi đầu mình có thể lựa chọn á. Giờ thì cũng có được ẻm rồi. Thôi thì mời mốt anh gặp dạng Mega của em, anh sẽ đánh rồi anh kiếm đá Mega cho em sao nha. Chứ giờ thì không có rồi. Hơi su cà na, tưởng đâu hôm nay có luôn dạng Mega của em thì hay quá. Và bây giờ thì mình đã làm thêm một vài loại bóng chứa. Cụ thể hơn đó chính là quả Friend Ball á. Hôm nay mình rất là cần cái loại bóng chứa này luôn. Tại vì mình dự định là sẽ đi bắt những Pokemon, nhưng mà yêu cầu cái kiểu như là cái độ hạnh phúc á, cao cao một xíu. Cái quả Friend Ball này thì nó còn tăng cái độ hạnh phúc của Pokemon sau khi mình bắt nữa. Thành thử ra mình sẽ làm thật là nhiều Friend Ball trong ngày hôm nay luôn. Đầu tư lớn đó, đầu tư lớn đó. Rồi, giờ số lượng Friend Ball là còn nhiều hơn cả Ultra Ball cơ. Hy vọng là với số lượng lớn như vậy thì chúng ta sẽ có thể thực hiện được nhiệm vụ ha. Còn bây giờ thì lên đường luôn không nhờ? Giờ buổi tối. Buổi tối thì không có Pokemon đó xuất hiện. Thôi thì trong lúc chờ đợi trời sáng thì mình sẽ lấy mấy em Pokemon hóa thạch cổ đại nè ra mình luyện cấp ha. Bữa nay thì mình sẽ luyện cho em này đi. Em có tên là Sheldon ha. Luyện cấp cho em. Rồi đi bé ơi, bữa nay là cho em lên cấp ha. Sheldon tiến hóa rồi. Thích nha. Mới đi luyện cấp một xíu thôi mà em đã chuẩn bị tiến hóa rồi nè. Rồi dạng tiếp theo thì Sheldon sẽ trông như thế nào đây? Có to hơn không? Em to lên được một tí rồi. Và bây giờ em sành Bastiodon. Uầy, nhìn cái quả đầu chất lượng thiệt sự ấy. Này, cưỡi được luôn. Wow, chưa gì đã cho mình cưỡi rồi. Ê, mèo. Mình đã gặp mèo rồi. Hợp lý. Đâu 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 đâu, bắt mèo. Mình sẽ cho Bastiodon vô quánh nhau với mèo trước á. Trời trời trời, mèo quýnh em Pokemon của mình kìa. À, láo tét vậy. À, quýnh mèo mình nữa. Này thì quýnh mèo nè, giỡn mặt hả mèo? Nani? Ủa, này thì quýnh Pokemon của mình hả mèo? Ok. Giờ thì bắt luôn thôi nha. Mèo thì chắc Ultra Ball là vừa nè. Vậy đợi anh đi bé. Ít bữa nay anh cho em thành mèo mình dài. Chịu nha. Ồ, chịu luôn. Quá tuyệt vời. Bữa nay mình bị hên ấy ta. Rồi, để em qua góc riêng ha. Em này chuẩn bị được kiểu như là cho Gigantamax, nên mình sẽ để vô một góc riêng. Và phía bên đây có boss Farfetch'd nữa nè. Mà boss này boss thường thôi. Boss thường thì chắc nhanh gọn lẹ hả. Được một cái red card gì nữa. Ồ, cái em Farfetch'd đó cho mình một cái thẻ màu đỏ. Sao giống như trong đá banh vậy ta, có thể đỏ được nữa. Hay nhờ. Được á, cái đó thì mình nên giữ lại ha. 11 em Pokemon nào mà mạnh quá
mình dùng thẻ đỏ cho ga xăng luôn, không cho đánh nhau nữa. Đằng này là em ngựa lửa, nhưng mà là ngựa lửa sai này. Ôi, lửa màu xanh kìa, đẹp vậy. Hàng hiếm nè, hàng hiếm nè. Mình sẽ bắt em ngựa lửa này. À, em này mình đã có rồi hả ta? Vậy mình sẽ dùng cái quả repeat point á. Ờ, nhưng mà để mình phone sweep trước đi. Kéo rỉa máu em trước. Trời này, gần nhà mình toàn Pokemon đã xuất hiện không? Rồi, mình sẽ bắt em bằng repeat point á. Đây. Chịu đi bé. Chịu nha. Chắc chắn là chịu rồi, sao mà đỡ được. Em còn có cái dạng cầu vòng nè, rất là đẹp luôn á. Trời ơi, quá đã luôn. Rồi trước khi đi làm nhiệm vụ của chúng ta trong ngày hôm nay thì để mình xử thêm boss cấp epic này nữa. Biết đâu thêm em boss này mình lại có thêm một vài quả master ball hoặc là park ball thì sao. Cũng có lý lắm. Nên mình phải thử farm á. Hôm nay nhân phẩm cao mà. Ui không, không có, không có bát bon, master bon gì rồi. Được cái amulet thôi. Thôi giờ thì chắc, nè có mèo nữa nè. Thôi tôi có mèo rồi, không bắt mèo nữa đâu. Tới hồi tìm thì không thấy đâu, tới hồi cho cả đống. Rồi giờ thì mình sẽ đi tới một cánh rừng đi. Không phải cánh rừng gỗ, rừng này. Không phải cánh rừng này đâu, mà cánh rừng kiểu như là gỗ sồi ấy. Kiểu kiểu vậy. Để chúng ta tìm em Pokemon cần bắt trong ngày hôm nay ha. Ngồi đợi cả buổi trời, rốt cuộc cũng gặp ẻm rồi, Rayquaza ơi. Và em này thì mới cấp 50 thôi. Ẻm là Azep á, một Pokemon hệ tâm linh á. Với em này thì mình sẽ trước tiên là kéo rỉa máu trước đi, để bắt cho nó dễ ha. Rồi, kéo rỉa máu xong rồi. Sau đó thì mình sẽ bắt em ấy bằng toàn bộ số Rainbow mình mới chế tạo hôm nay ha. Tổng cộng là 168 quả đó. Em làm sao làm, anh có 168 quả đấy. Liệu mà về đội của anh nha bé. Hôm nay thì mình cũng khá là cần cái em Azep này để làm một công việc cực kỳ quan trọng luôn. Nên mong rằng chúng ta sẽ sớm bắt được Azep ha. Và với quả Rainbow này thì để coi coi khi bắt được thì cái độ hạnh phúc của em là bao nhiêu nha. Mình cũng chưa có bắt bằng loại bóng này bao giờ á. Nên cũng khá là tò mò về cái chỉ số hạnh phúc sau khi bắt luôn. Rồi, giờ thì cùng nhau chinh phục ẻm ha. 2000 years later. Oh my god. Mình tốn 100 mấy chục quả để bắt được một em Azep này. Thánh thần thiên địa ơi. Khó bắt thiệt sự luôn, cái quả Rainbow này tới lại bắt bèo lắm. Nhưng mà cuối cùng thì mình bắt được Azep rồi. Và và coi coi chỉ số hạnh phúc của em bây giờ là 200. Ồ, quá đã luôn. Rồi rồi rồi, mình đã bắt được một em đầu tiên rồi. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng bắt tới tận 3 em lận. Giờ mình còn 2 em nữa đó. Đó chính là Uzi cũng như là em Mesprit ha. Hai em đó thì phải đi tìm nữa rồi, nhưng mà phải đợi trời sáng cơ. Giờ trời tối thì hai em đó không có xuất hiện ấy. Nên thôi, trong lúc này thì mình sẽ đi dạo rồi kiếm thêm Pokemon lạ để chúng ta thu phục ha. Hợp lý đó. Rồi trong rừng này có em nào đây? Lâu lâu rồi chưa đánh mấy chỗ boss này. Em nào vậy? Không thấy luôn á. Ủa đây là em nào ta? Hệ lá. Nhìn lạ vậy. Dù ảnh luôn. Đây là em Trico. À, Trico là cái em, cái em lúc nãy mình bắt được nè. Đây là dạng chưa tiến hóa của em ấy. À, ra là vậy, ra là vậy. Này. Mình bắt được dạng tiến hóa cuối cùng của em luôn rồi. Ồ, gặp lại em hai lần rồi ha. Ừ, hay là giờ đi dạo trong đây kiếm boss xếp tay nhờ. Đúng. Bắt được ẻm mà chưa cho ẻm tiến hóa Mega ấy, cũng hơi thiệt thòi. Gán kiếm boss xếp thai một lần nữa coi. Thường thường thì cũng sẽ xuất hiện trong cánh rừng này vào buổi tối đấy. Nếu mình hên thì kiểu gì cũng gặp thôi hả. Ừ, gần cái chỗ triệu hồi đấng sáng tạo thì mình phát hiện ra có một boss Yvertal. Đây là một em Pokemon trong
Bộ 3 XYZ đây. Trời à, mà đây là bot nữa. Tiếc vậy. Ôi thì cứ xúc bot trước đi tính sao ha. Sau này nếu mà hên thì gặp kiểu như là Evertal bình thường sao. Hơi tiếc thiệt. Ôi trời trời, Evertal bay lên cao chưa cơ. Ui nhảy cà tưng luôn. À nhảy cà tưng hả. Đón nhận sức mạnh của Pikachu đi. Ui, ui không ăn thua lắm. Pikachu mình còn chưa lên nổi cấp 100 ấy. Ui xong rồi. Pikachu không gánh tem nổi rồi. Kệ kéo rỉa máu được bao nhiêu thì kéo rỉa. Đã vậy Evertal còn có kỹ năng hồi phục nữa. Kèo này căng rồi. Nhưng mà Pikachu cũng có chịu phết đấy. Evertal bị đánh kiểu như là giật điện á. Nãy giờ không có phản công được luôn cơ. Hợp lý thế ta. Ô nhưng mà lại hồi phục rồi. Đổi Pokemon luôn. Chơi mà chơi hồi phục hoài. Giờ phải nhờ tới Raiden thôi. Kéo rỉa đi. Không biết em còn rỉa thêm một đòn được hay không. Lại hồi phục. Evertal có kỹ năng Roost đấy. Hồi phục ghê thiệt. Rồi luôn. Cái kỹ năng hồi phục này khó chịu thiệt ấy. Bộ ba thời tiết đều ra chặn rồi đó. Mà cũng không ăn thua đối với Evertal nha. Kiểu mình đánh em này là phải đánh một phát em ngẫm luôn ấy. Thì may ra mới không có hồi phục ra được. Chứ không thôi là em sẽ hồi phục hoài đấy. Đó. Nửa cây máu liền. Một hit nữa. Kêu ra. Đấy. Lại hồi phục. Bực tiệt. Giờ thì mình sẽ lựa chọn Gengar đi. Mình sẽ thử cho Gengar Gigantamax ha. Ôi. Giờ thì tới lượt Urshifu đây. Mình thử rất là nhiều thành viên trong đội hình của mình á. Nhưng mà bây giờ tới Urshifu thì có vẻ thế trận đang được thay đổi rồi. Urshifu đấm Evertal không trượt phát nào. Ái chà chà. Tàn đời Evertal rồi. Một đấm nữa em ơi. Ui. Này thì Evertal nè. Giỡn mặt. Mình lại có thêm Park Bon. Oh. Mình liên tục có thêm Park Bon. Đây là quả Park Bon thứ hai mình có trong ngày rồi. Hôm nay quả thật là một ngày cực kỳ may mắn của mình luôn ấy. Lại có thêm Tiranitar nữa nè. Được được. Farm Tiranitar luôn. Biết đâu lại có thêm một quả Park Bon nữa thì sao. Đắm đi Urshifu. Ồ, lần này thì được một cái Marsidium Z. Một viên đá Z cho Marshadow. Ui, viên đá Z dành riêng cho Marshadow luôn hả? Marshadow là cái em... Này này. Ui, thích nha, cho em luôn. Xịn thiệt, một xíu mình sẽ test sức mạnh của em liền ha. Còn giờ thì chúng ta sẽ bay vội để đi làm nhiệm vụ tiếp theo nè. Cái địa điểm mình cần tới tiếp theo nó sẽ là một cái kiểu như cánh rừng bóng tối ha. Cái đó thì cũng hơi căng đây. Giờ phải đi tìm ra cánh rừng đó nè. Giờ nhiều cánh rừng quá. Tìm sai cánh rừng thì không có Pokemon đó xuất hiện đâu. Chạy đâu bé ơi, anh đợi bé hơi bị lâu rồi nha. Với em UC này thì mình vẫn sẽ bắt bằng Rainbow thử ha. Lần trước thì mình bắt cái em... Azep á, tới tận là 100 mấy quả lận. Không biết lần này tới em Uzi thì bắt bao nhiêu quả đây. Rồi, mình đã tung bóng chứa để khiêu chiến với em thành công rồi nè. Giờ thì dẫn chiến thuật cũ ha. Dùng Katana Phone Sweep trước. Rồi sau đó sử dụng Friend Bond để bắt em. Vậy nha. Nhưng mà mình còn không nhiều lắm nên mình cũng không có tự tin là sẽ bắt được em bằng Friend Bond ấy. Nếu mà dùng Friend Bond không được thì đành dùng mấy quả bóng khác thôi chứ biết sao giờ. Mình nghĩ 30 mấy quả này là không đủ để bắt Uzi đâu. A few moments later. Nope. Hết rồi, hết Friend Bone rồi. Mình nói y rang à. Như đó sao mà si nhê với ẻm được. Thôi giờ đổi chiến thuật thôi, dùng Deep Bone bắt ẻm đi ha. Mệt mỏi thiệt luôn á. Tính ra mình làm 100 mấy quả chỉ bắt được đúng con em á. Lần sau muốn bắt được đủ bộ ba chắc phải chế tạo tầm 300 mấy 400 quả thì may ra.
Quá trời tốn bóng rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng bắt được cái em Uzi này rồi ha. Quá mệt mỏi rồi. Nổi bắt hai cái em này thôi mà tốn cả buổi trời. Không tin được nổi luôn á. Gì đâu mà khó bắt dữ không biết nữa. Gần mình có Necroma luôn. À thời tới. Lượm em này luôn. Tự nhiên đâu ra thằng em Necroma đây nữa ấy. Ui là các bạn hiểu rồi đấy. Mình bắt cái em này lâu tới mức mà gần đây có Legendary xuất hiện thêm luôn. Là hiểu rồi. Ui. Thôi nhưng mà đây cũng là một cái điều may mắn ha. Mình sẽ bắt luôn em Necroma này để sắp tới chúng ta sẽ biến ẻm thành cái dạng còn lại. Necroma có tới tổng cộng là 3 dạng khác nhau lận á. Nên giờ mình bắt tèn tèn là vừa rồi ha. Hợp lý. Có thêm một em Necroma nữa. Cho vô đây. Ôi ôi bị trộn mất rồi. Xu vậy. Em có cái N Lunarizer. Mình cần cái gọi là N Solarizer kìa. Tiếc thế nhờ. Thôi không sao, em này thì mình sẽ cho em thành cái dạng Necroma Ultra cũng được. Không sao hết ha. Rồi giờ thì tiếp tục với công việc thôi. Mình sẽ đi xung quanh vùng này coi coi có gặp em Pokemon nào lạ lạ hay không á. Tại vì giờ trời cũng đang tối ấy. Oh my god. Đây là chỗ boss Greninja. Hàng hiếm đây rồi. Tới công chuyện thôi, kiểu này là phải bắt thêm một em Greninja nữa mới được. Wow, căng nha. Mình sẽ cho Rillaboom vô trận chiến căng thẳng này. Liệu rằng em có gánh tem nổi hay không đây? Tình hình là có vẻ chúng ta đang chiến đấu khá là áp đảo trước Greninja rồi. Tỷ lệ cao là chúng ta sẽ đánh bại được Greninja đấy. Rồi, kết thúc Greninja. Này thì Greninja năm sau này. Mình đã sở hữu Greninja rồi nên mình sẽ bắt Greninja bằng loại bóng Repeat Ball đi. Mình sẽ bắt bằng Repeat Ball ha. Để coi coi được hay không. Được không? Được. Tốt. Và thông tin em này. Ui. Cái chỉ số Dynamax level của em là maximum luôn. Nhưng mà em chỉ là cái ability thường thôi à. Không phải là ability Battle Ball ha. Nhưng không sao. Dù sao thì em cũng có chỉ số Gigant Dynamax cao á. Nên mình sẽ bỏ vô đây luôn ha. Wow, thích thiệt. Ôi, và trời cũng sáng mất rồi. Trời sáng thì thôi chắc chúng ta sẽ đi tìm cái em cuối cùng ha. Và em cuối cùng mà mình cần tìm trong ngày hôm nay đó chính là Mesrit. Để có đủ bộ ba Mesrit, Uzi cũng như là Azep á. Trời ơi, có đủ bộ ba này là hơi bị đã luôn. Xuất hiện rồi. Đây đúng không? Chính xác rồi. Mình đã tìm được em cuối cùng rồi, Mesrit. Mình đã hết nhẫn nại rồi, mình có nên bắt em liền bằng Park Bon không? Chứ bữa nay nội mình bắt hai em, Azep cũng như là Uzi thôi là tốn mấy giờ đồng hồ rồi. Vừa chờ đợi và vừa bắt ấy. Tới em này. Mà hơi tiếc cái quả Park Bon. Thôi mình lỡ rồi, bắt nốt em này bằng mấy quả bóng thường thường đi ha. Nhưng mà hơi tốn thời gian đấy. Nên Mesrit ơi, vậy đổi anh nhanh nhanh đi được không? Anh mệt mỏi trong việc bắt mấy cưng lắm rồi. Vừa tốn bóng chứa mà vừa lâu nữa. Rồi, được rồi. Chưa có ngày nào mà mình bắt Pokemon gian nan như bữa nay hết á. Chỉ với ba em này thôi. Nhưng mà mình xà quần cả buổi trời. Ôi em này đỡ xíu là cái độ hạnh phúc của em là 140 nè. Còn em Uzi thì độ hạnh phúc cũng 140 luôn. Hợp lý. Rồi và với bộ ba này thì mình sẽ trở về để cho mấy em ăn thêm một ít kiểu như là đồ ăn để tăng độ hạnh phúc lên cái đã. Chủ yếu thì mình sẽ cho những em này ăn cái loại trái tên là
Red Bar ha. Cái trái Red Bar này thì sẽ tăng cái độ hạnh phúc của mấy em lên khá là nhiều đấy. Madrid. Ủa, mấy em nào bắt bằng cái quả Brandborn ta? À, Azep. Azep thì mình sẽ cho ăn ít nhất nè, tại vì em đã được bắt bằng Brandborn á, nên thành ra cái chỉ số hạnh phúc của em khá là cao rồi. Ngoài việc cho ăn ra thì mình cần phải luyện cho mấy em lên cấp 60 nữa cơ. Khá là nhiều yêu cầu ha. Để bây giờ mình sẽ luyện cấp cho mấy em lên 60 luôn, bằng cách gắn cái XP share vô từng em nè, và luyện từ từ thôi. Thêm 10 cấp nữa thì chắc luyện cũng không quá lâu đâu. Mình sẽ dạo một vòng ở đây để luyện cho từng em trước ha. Ừ nha, ví dụ mà mình luyện cấp cực quá thì mình có thể cho ăn kẹo mà ta. Mình đại gia kẹo mà quên nữa. Ui giời, quên mất. Đại gia kẹo mà sợ gì. Trời đất ơi. Đi đi đi, mình sẽ cưỡi Rillaboom chạy về nhà. Cho mấy em ăn kẹo lên cấp cũng được ha. Mỗi em 10 cục kẹo là dư sức rồi. Quên nữa ta. Rồi, về nhà mình sẽ cho mấy em này ăn kẹo ha. Uzi xong rồi nè. Rồi giờ tới Azep ha. Cuối cùng là Madrid. Madrid thì chỉ cần 3 viên nữa thôi. Tại nãy mình có luyện một xíu. 2, 3, rồi. Mấy em này đã lên cấp 60 hết rồi nha. Rồi, giờ thì cho ăn thêm một ít mấy cái quả Red Bar nữa. Để vui vẻ hạnh phúc hơn. Rồi, mấy em bây giờ đã rất là vui vẻ hạnh phúc rồi ha. Giờ thì mình chỉ cần lấy thêm một cái món đồ. À không, chính xác hơn là một loại đá quý. Đó chính là viên ruby này. Mình sẽ cần 3 viên. Và mỗi em thì sẽ giúp mình tạo ra được một viên ruby xịn sò. Chẳng hạn như là Azep trước. Đó. Khi mà mình sử dụng viên ruby lên Azep thì sẽ mất đi 20 cấp của em. Nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ được một viên ruby of willpower. Đó. Tiếp theo là Madrid. Thì mình sẽ được một cái viên ruby of emotion. Và cuối cùng là Uzi. Thì mình sẽ được viên ruby of knowledge ha. Và với ba cái viên ruby này thì mình sẽ kết hợp lại và tạo thành một cái vật phẩm tên là Red Chain. Một cọng dây xích màu đỏ. Rồi, hôm nay thì mình đã cất công có được ba em này. Chủ yếu để mình tạo ra cái cọng dây xích đỏ đó thôi. Bây giờ thì mình cần trở lại cái chỗ ngôi đền sáng tạo để mình làm một công việc rất là quan trọng luôn. Chưa, để mình coi kho đồ mình cái đã. Mình có cái vật phẩm đó chưa? Ôi ơi, hình như thiếu rồi. Xít nữa thì thiếu. Bữa nay thì mình sẽ mang theo một cái Lustrious Orb ha. Đây là một cái vật phẩm dùng để triệu hồi ra một trong ba Pokemon sáng tạo đó. Chắc nhiều bạn sẽ đoán được mình sẽ triệu hồi em nào rồi. Nhưng mà bây giờ mình cứ bay qua bên cái chỗ ngôi đền sáng tạo trước đi. Rồi tính tiếp ha. Đi, get go. Ủa, hướng nào ta? Ngôi đền sáng tạo là ở vùng núi. À, bên này. Rồi, phanh lại, phanh. Tới nơi. Cái chỗ này thì mình gặp rất là sớm luôn. Nhưng mà bây giờ mới có dịp ghé vô để chúng ta tiến hành cái nghi thức triệu hồi ha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái Red Chain này. Mình sẽ đặt vô khu vực Onta ha, Thumb Space Onta. Đó. Nó sẽ tạo ra một cái vòng màu đỏ nhìn rất là đẹp ha. Và bây giờ thì mình sẽ gắn thêm một cái Lustry Up này nữa vào trong cái Thumb Space Onta. Rồi. Và bây giờ cái chỗ này sắp triệu hồi ra một Pokemon sáng tạo. Kìa. Đó chính là Palkia. Căng rồi. Mình sẽ dùng bộ đôi Calyrex này để khiêu chiến với Palkia ha. Chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Calyrex đi. Ui. Mình có nên dùng kỹ năng hệ băng không ta? Chưa. Phải cân nhắc kỹ mới được. À không dùng, nhất thiết dùng kỹ năng hệ băng đâu. Dùng kỹ năng này được rồi, mình sợ dùng kỹ năng kia là Palkia niệm luôn á. Rồi, kéo rỉa được một tí máu thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt Palkia thôi. Heavy Ball của mình. Ủa? Ui thôi xong rồi, mình không có còn Heavy Ball. Căng rồi. Phải có Heavy Ball thì bắt Palkia mới dễ được. Bây giờ phải để Palkia ở đây rồi về nhà chế tạo mấy cái quả Heavy Ball thôi. Chứ dùng mấy quả bóng khác thì bắt không ăn thua đâu. Palkia nặng bao nhiêu ký đây? 336 ký lận. Kiểu này dùng Heavy Ball chắc bắt là hơi bị lẻ đấy. Rồi,
Trời, tranh thủ lẹ. Còn quay trở lại bắt 3k nữa. Để 3k đợi lâu rồi. Tới công chuyện bé ơi, mình có nên đưa Charizard vô không nhờ? Hay là để tiếp Calyrex cà khịa ta? Mình thấy Calyrex cà khịa 3k cũng ok phết này. Được, Calyrex tiếp tục đi em. Cà khịa 3k đi. Đó, lần này cà khịa có vẻ ổn áp hơn nè. Mình sẽ cà khịa 2 lần ha. Để kéo rỉa 3k xuống tầm 20%+ máu. Rồi sau đó mình sẽ bắt liền bằng Heavy Ball. Là hợp lý nè. 30+ quả lận. Kiểu gì thì 3k cũng chịu thôi. Nhìn mặt tao có giống đùa không? Hình như mình gãy hơi sớm rồi. 3k cũng rất là mạnh đấy nha. Cực kỳ mạnh là đằng khác đấy. Nên mình không thể khinh thường 3k được đâu. Yay, được rồi. Wow, công nhận Heavy Ball bắt 3k đã thiệt. Vài quả thôi. Mình tốt. Ui, wow, Còn có Rayquaza trên đầu mình nữa kìa. Gì đâu mà quá trời. Quá trời Pokemon xịn sò xuất hiện vậy. Vừa bắt được xong Palkia thì lại có Rayquaza. À, lần này thì mình sẽ đưa Calyrex. Nãy giờ Calyrex chỉ dùng mấy kỹ năng khác thôi, chưa dùng kỹ năng hệ băng á. Đây, giờ thì mới là lượt của Calyrex thể hiện nè. Đấm Rayquaza nào Calyrex ơi. Đại nào mắt lên. Xúc đi em. Ui, tấn công hút. Này thì Rayquaza nè, nửa cây máu. Thêm một đòn nữa. Ui, khó mà tấn công trúng Rayquaza nhờ. Trận chiến đầu tiên của Palkia, nhưng mà đối thủ lần này là Rayquaza lận. Mình sợ là em không chịu nổi một hit của Rayquaza cơ. Chính xác rồi. Màn 2 cảnh 1 bắt đầu. Tiếp tục là nửa cây máu này. Cứ một đòn của Calyrex là sẽ kéo được nửa cây máu. Nhưng mà quan trọng đòn tiếp theo này. Rồi, lần này thì không có trượt nữa đâu. Calyrex đã gánh tem lại rồi. Được một cái đồng hồ cát, kẹo cũng như là răng rồng. Ui, cái này hợp lý nè. Cái này mình sẽ cho Rayquaza. Ủa gì, cho Palkia. Tại vì Palkia cũng là một Pokemon hệ rồng cũng như là hệ nước ha. Wow, đã thiệt. Như vậy thì bữa nay mình đã có được một em Pokemon đầu tiên trong bộ ba Pokemon sáng tạo rồi. Với 3K thì mình sẽ có thêm kỹ năng, đó chính là tạo ra hố Ultra tùy thích ha. Cái này thì cũng khá là tiện lợi đó. Giờ thì mình đang luyện cấp cho ẻm á ta. Thôi, mình sẽ gắn cho ẻm cái găng luôn đi. Mình sẽ đem ẻm đi chiến đấu luôn. Nhưng mà mình đang xem xét là mình nên gắn cái răng này, cái răng rồng hay là cái Luxurious Orb ta. Cái Luxurious Orb này cũng tăng sức mạnh cho 3K nè. Hợp lý á. Thôi, gắn cái Luxurious Orb cho ẻm đi ha. cũng được. Rồi giờ thì mình có nên thử sức chiến đấu của em không? Ở đây không có em Pokemon nào kiểu đáng gờm để cho em thử sức hết nha. Chắc phải đi tìm boss hoặc là hội quán ấy. Lúc đó thì em mới có cơ hội thể hiện được. Hợp lý. Sẵn tiện mình đi mình kiếm mấy cái đảo nấm luôn. Biết đâu nay mình hên mình lại gặp được đảo nấm thì sao? Đúng. Cùng 3K đi tìm đảo nấm và hội quán thôi. Sao dùng đầm lầy buổi tối này căng thẳng vậy? Bên đây thì một em boss. Boss ít độc. Cấp Ultimate bên kia thì còn có boss. Ôi, đâu mất tiêu rồi? Mới thấy em boss đâu đây mà. Thôi, một em biến mất rồi. Chắc là sợ chuồn trước hay sao ấy. Ok, mình sẽ tranh thủ mình bắt em này. Mình quýnh em này trước ha. Sẵn tiện mình test 3K luôn coi. Vô em ơi. Làm xương xương cái em ít độc này đi. Cấu rỉa. Ồ, cấu rỉa cũng được một ít máu này. Wow. Cố lên. Thêm một hit nữa được không? Được không? Rồi. Kéo rỉa được nửa cây máu là hay rồi Palkia ơi. Giờ chuồn em ơi. Em thọt cấp lắm. Giờ mà cho em đánh tiếp là một hồi bị em ít này quýnh không trượt phát nào đấy. Giờ thì mình sẽ đưa Kyogre vô ha. Úi giời. Đừng có nhờn với Kyogre nguyên thủy của tôi. Đừng có nhờn. Cái em ít độc này mình tìm ở cái vùng đầm lầy cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa tìm được ha.
bữa nay gặp được dạng boss của ẻm luôn nè. Liệu rằng một xíu chúng ta có gặp được ẻm luôn hay không? Cái em này thì còn có thể biến thành dạng Gigantamax á, khá là hay luôn. Nên mình phải gắng tìm mới được. Rồi, Paka mình học được kỹ năng hệ rồng nè nè. Phải vậy chứ. Hệ nước luôn. Quá đã. Và boss hết đọc cho mình sao Nether luôn hả? Tốt vậy ta. Được đấy, được đấy. Về tới nhà thì còn gặp thêm một em boss xếp thai này. Kiểu gì có duyên cũng gặp lại mà. Thôi thì xúc ẻm luôn. Bây giờ thì Paka của mình cũng đã có một chút thay đổi về kỹ năng rồi ha. Có vài kỹ năng mới nè. Mình sẽ cho ẻm vô đánh dưới xếp thai boss mới được. Đừng có giỡn với Paka nha. Hơi bị mạnh đây. Nhìn cái tướng kìa. Đấm cái nữa em ơi. Một đấm nữa là đi luôn xếp thai boss liền. Lần này thì cho mình viên mega đi nha. Thôi không. Không có viên mega. Ồ. Vậy thì xếp thai có viên đá mega không vậy? Có mà. Rõ ràng xếp thai có viên đá mega nhưng mà mình lại đánh boss 2 lần. Không rơi ra. Em xếp thai của mình đúng nhỏ luôn. Em ơi là em. Su cà na vậy. Ồ, để mình thử mình kiểm tra vô cái rương chứa đá mega của mình coi. Mình có viên mega của em chưa? À, mình có rồi. Thì ra là mình có rồi. Nhưng mà mình quên mất. Bảo sao mình quýnh boss mãi mà không có rơi ra viên mega của xếp thai. Đây. Em có thể tiến hóa mega rồi. Đã nha, đã nha. Thì ra mình quên à, tội nghiệp nhỏ không. Không thôi là bữa nay gắn đá mega rồi cho em cày cắp các thứ tham chiến với mình hợp lý rồi. Lỗi anh bé ơi, lỗi anh bé ơi. Tiến hóa mega lên thì cái đuôi nè, lưng cũng như là ngực của em sẽ có một chút thay đổi ha. Nhìn rất là đã luôn á. Bình thường thì em chỉ là hệ lá thôi. Nhưng mà khi em tiến hóa mega thì em sẽ có thêm cái hệ rồng nữa ha. Trời, đáng gờm đấy nha. Nếu mà hệ rồng thì cũng có thể vô đội hình rồng của Paka đó nha. Mới mốt đội hình rồng thì mình sẽ cho Paka làm đại ca ha. Những cái tướng này không làm đại ca cũng uổng. Rồi, và kết quả sau một ngày làm việc cực mệt nhọc của chúng ta thì chúng ta đã có được một em Paka, một trong những Pokemon sáng tạo á. Sắp tới là mình chỉ mong là bắt Pokemon đỡ tốn bóng chứa hơn thôi. Chứ bữa nay là tốn 100 mấy, 200 quả để bắt có vài em Pokemon là mình thấy hơi bị tốn đấy. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.